Trời ơi anh thấy chị mình thấy cái màu hoa này vô cùng xuất sắc không? Của nó là cây bên nâu nha. Đây anh chị mình thấy nè, hoa vòi thì nó lên màu nó hơi hướng như màu đỏ vậy đó, vô cùng thơm luôn. Cái dòng này thơm bát ngát, nó không hề thua cây bên soda xưa của mình hay là cây bên cam một chút nào hết, màu lại vô cùng rực rỡ nữa. Và hôm nay em có những cái size chậu hàng thiết kế như thế này để cho các anh chị mình chơi Tết nè. Thời điểm này là cực kỳ thích hợp cho các anh chị mình sưu tầm những cái chậu thiết kế, tại vì lúc này á thương lái người ta vừa vào thu mua nhiều nên em sẽ lựa cho các anh chị mình được cái cây đẹp nhất. Thứ hai nữa là giá hiện tại là cũng đang rất là mềm. Một chậu như thế này em chia sẻ cho các anh chị mình có 250.000 thôi, và em cũng bao phí vận chuyển nữa các anh chị. Hiện tại cái dòng bên nâu trên thị trường em thấy là chỉ có những cái size chậu hàng 12 là nhiều thôi, nhưng mà để làm những kỳ ít. Như anh chị mình thấy nè, hoa màu hoa nó mới nở hơi sẫm một chút xíu ha, nhưng mà khi nở căng vòi rồi phun vòi lên thì anh chị mình thấy vô cùng xuất sắc luôn. Nên là em nghĩ là dòng bên nâu như thế này thì anh chị mình không cần mua chậu nhỏ đâu, mình cứ mua chậu lớn như thế này vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm được cái công sức các anh chị mình chăm sóc nữa, nhưng mà giá thành cực kỳ rẻ.